Ôi rồi, cái này là tình yêu thương của bác gửi cho đấy nhá. Đấy. Đấy mà mình bật lên thì nó sẽ bật ở dưới đít. Đấy, như này là nó đã khởi động được rồi. Đấy, bây giờ mình 1 triệu này, 1 triệu rưỡi này và 2 triệu này, 400 này, 30.000, nhưng mà cháu Lực không có tiền lẻ thì thôi 10.000 thì đưa cho Sử luôn các bác. Đấy, Sử thì bây giờ cầm và đếm một anh số tiền này xem là có đủ đủ là 2.430.000 không nhá. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cô bác Mạnh Thường Quân và khán giả trên kênh Bạn Em. Cô bác thân mến, hôm nay thì cháu Lực nhận được một cái phần quà của bác Trần Thùy Tiên. Bác có gửi cho cháu Lực. Bác Trần Thùy Tiên thì ở bên Mỹ của bác. Và cái thùng quà này thì bác ấy gửi từ độ tầm là 2 tuần về trước rồi. Đến thời điểm hôm nay thì cháu Lực mới nhận được và gửi tới cho ba ông cháu. Đấy, thì hôm nay cháu Lực cống lên và đưa cái phần quà này tới tay cho ba ông cháu của bác. Và hôm qua thì cô bác có theo dõi được những thước phim của cháu Lực chia sẻ lên, thì cô bác cũng đã biết rằng là cháu Lực đã có đội thợ, và đội thợ cũng đã cùng cháu Lực đi vào cái nền nhà của ba ông cháu để xem và tiến hành là xây nhà cho ba ông cháu của bác. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị cùng theo dõi hết video ạ. Bây giờ còn gì đây này cô bác này, đỏ đỏ. Đấy, hôm nay thì không may thì trời lại mưa rồi cô bác ạ. Thông qua thì rơi đó độ tầm là 5 cân gì đấy cô bác, cũng rất là nhẹ thôi. Thế vào thời điểm này thì ở trên vùng cao buổi sáng cô bác sẽ lạnh một chút, cho nên là cháu Lực đi cho Lực phải mặc thêm nhiều kẹo khoác này cô bác này. Cái cung đường này thì chắc là cũng rất là quen thuộc với cô bác anh chị rồi. Cháu Lực cũng lần nào đi xuống đây thì cháu Lực đều có ghi hình cả. Trong thời gian tới thì tiến hành vào làm nhà của ba ông cháu ấy cô bác. Thực sự ra để mà nói thì cháu Lực chưa có danh dặn về cái kinh nghiệm máy đâu cô bác. Thì cháu Lực cũng phải hỏi thêm rất là nhiều anh chị làm thợ xây này, các anh chị có lành nghề khác. Và qua cái thước phim này thì cho cháu Lực xin quý cô bác anh chị có những cái kiến thức thật là sâu rộng, chiều sâu của cô bác ấy, thì có thể chỉ dạy cho cháu Lực để cháu Lực được hoàn thành tốt nhất có thể cô bác nhá. Đấy, trời sáng sớm thì còn có một chút sương mù này cô bác này. Đấy, sương mù còn rất là dày đặc luôn. Có lẽ là cháu Lực nên lựa chọn đi vào đường này thì nó sẽ tốt hơn. Anh ở đằng sau này trồng thêm mấy cây sao mộc này cô bác này, để sau này cho nó chắc cái phần đất nó đi. Ở đây thì nếu mà có cô bác nào bảo là chỗ này là đất cắt thì không tốt, thì hầu như là ở trên nhà của các em này cô bác này thì hoàn toàn là đều bằng đất cắt cả thôi. Cháu Lực cũng hỏi rất là nhiều những ý kiến của các anh thợ rồi, rằng là mình làm móng chắc rồi thì sẽ chẳng có vấn đề gì mà xảy ra cả. Mình chỉ làm một cái ngôi nhà cấp 4 thôi. Đấy, nguồn nước như này thì bây giờ nó cũng đã gần cạn kiệt hơn rất là nhiều các bác. Đấy, bây giờ thì độ tầm là đến trưa trưa các bác thì trời cũng bắt đầu tạnh tạnh mưa một chút rồi. Sáng nay thì mưa từ sáng tới giờ luôn. Vừa rồi thì tạnh mưa thì cháu Lực mới di chuyển được lên trên nhà của ba ông cháu và cô bác ạ. Trong lúc mà thời gian mà đào đất mà xuống đây này cô bác này, cái phần đất mượn của nó thì mưa khá là nhiều, thành ra là nó rất là chắc cái phần đất thì thiệt luôn. Ở đây thì nếu mà không có mưa đấy thì mình còn phải dùng cái máy đầm về đầm cho nó là chắc cái phần đất mượn của nó đi. Còn như mưa này thì mưa một thời gian cũng khá là lâu rồi, thành ra là đất nó rất là chặt và nó nén xuống đấy.
cái phần lúa nếp của nhà các em thì hôm qua cháu Lực nhìn thấy là nó đổ thêm rồi các bác này. Ôi, ở đây thì sáng nay thì đã gặt một chút rồi. Tay vai ra chè. Sử với ta này. Sử với ta này. Sử tên nào. Đấy, hôm qua thì mấy ông cháu là khắc gặt một chút thôi các bác này. Hôm qua nắng ấy. Đến hôm nay thì mưa thì nhà là không có gặt được nữa. Còn về cái phần gặt này thì một tí cho Lực sẽ bật mí rằng là bà An Phạm có gửi lời cho cháu Lực và làm như thế nào các bác nhé. Trong thời gian qua thì cháu Lực chia sẻ em Sử với em Hải lên các bác thì phải nói là bà An Phạm chỉ có theo dõi trên những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên. Rất là quý các em và hầu như là tháng nào bà cũng đều gửi tiền cho các em cả cô bác. Không phải gửi một số tiền nhỏ thôi mà gửi số tiền rất là lớn. Đối với gửi một số tiền rất là lớn cho các em sinh hoạt trong hàng tháng. Bây giờ thì cuối cùng cũng đã đến nhà của ba ông cháu rồi. Đấy, vào thì nhìn thấy em Hải với em Sử là đầu tiên luôn. Hai em đang làm gì đấy? Dạ thế ạ. Ôi, anh chào Hải, chào Sử nhá. Chào anh. Chào Hải, xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Chào Sử, xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Sử có bộ đồ đẹp thế nhở? Đây, đây Sử ơi, hộ anh cầm vào nhà tí đi. Đấy. Hôm nay thì anh lại nhận được một cái phần quà từ rất là xa luôn đấy. Ông thì đang đi ra kia Tân Châu à? Ồ, không ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Ông thì đang đi ra bên ngoài kia Trân Châu ấy cô bác. Ấy bây giờ Sử với Hải thì bóc cái đồ này nhá. Xong là bên trong có gì lấy dao về bóc cái băng dính đi. Hải thì hôm nay không đi học à em? Hôm nay là được nghỉ đúng không? Hôm nay là thứ bảy cô bác, mai là chủ nhật rồi. Thành ra là em Hải là được nghỉ học đến thứ 6 thôi. Anh Sử bóc ra xem là bác Trần Thị Tiên là gửi đồ gì cho các em này. Ôi có cả cái gì đây. Ây à, cả flycam này. Đấy, xem quần áo đi. Flycam này thì bác cũng có điện cho cháu Lực rồi và nhắn tin cho cháu rằng là cái này là mua để cho cháu Lực này có bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, một tí nữa thì cháu Lực sẽ bóc ra xem. Còn là bây giờ thì cho các em là bóc quần áo đó. Ui, đẹp phết đấy nhở. thử kéo lên thế nào. Thử kéo lên thế nào. Đứng dậy đi kéo được nào. Đấy, nó kéo được chưa? Đấy, đẹp luôn. Đấy, mặc cái áo dài tay nữa vào là khoác cái áo đấy là đúng là chất chơi người rơi luôn đấy nhở. Đấy, xem trong này xem có những cái bộ áo nào nữa. Có cả quần áo của Hải và quần áo của ông ấy. Đấy, xem nào bộ nào mà vừa Hải thì Hải lấy mặc, vừa ông thì đưa cho ông nhá. Ở đây thì bác cũng có gửi đồ cho cháu Lực cái cô bác thì một số đồ bác gửi cho cháu Lực thì cháu Lực đã bóc ra rồi. Còn là cái flycam này thì bác cũng bảo là gửi tặng cho cháu Lực cái cô bác thì một tí nữa cháu Lực sẽ bóc ra là bay thử xem nào xem còn có pin ở trong không. Hải đang lạnh thì thay luôn một cái bộ áo len thế nào. Xem là cái nào chọn vừa ông thì đưa cho ông nhé. Hôm qua này được gửi từ rất là xa đấy. Được gửi từ bên Mỹ sang đấy. Các em có nhớ là bác có Trần Thị Tiên không? Có. Đấy, bác mà mua xe cho anh Sử ấy. Đấy, và bác cũng là người mà đồng hành cùng anh suốt cái quãng thời gian mà anh lên chia sẻ các em ấy. Ừ.
Đấy, có vẻ Hải là có nhiều hơn nhỉ. Áo đấy thì vừa Hải thôi. Đấy, áo cọc tay thì vừa Hải thôi. Cái áo đấy thì hình như là vừa xử thôi. Anh thấy to rồi. Đấy, xử mà mặc cái áo đấy vào này. Xong là mặc cái áo khoác của quả xử đang mặc đấy này. Đấy, ấm áp luôn. Đấy, còn cái áo, có một cái áo khoác để đưa cho ông nhé. Đây, đưa cho ông một cái áo khoác nữa. Bây giờ thì cũng vào là mùa lạnh rồi. Cái đấy thì vừa Hải hay sao ấy? Có vừa Hải không? Vừa Hải thôi. Đấy, Hải. Bây giờ mùa này thăng mùa thu rồi. Mặc những cái áo này đi là đẹp rồi. Đấy, có cầm mũ nữa. Đấy, ở đây thì bác gửi toàn là quần áo là nhiều đấy cô bác. Đây không biết là cái gì đâu. Ở đây là chắc là giấy để vào đây sao ấy. Đấy, có cả quần bò nữa, áo đẹp. Áo đỏ. Quần đấy chắc xử vạc vừa thôi. Đấy chứ. Đấy, Hải thì một tí đưa cho ông áo khoác để ông mặc nhá. Vâng. Hello là. Này Hải. Đấy, Hải với Sử thì có rất là nhiều quần áo luôn cô bác. Ôi giời, đẹp luôn. Áo này người ta gọi là áo hoodie. Hết rồi đúng không? Toàn là quần áo rồi đúng không? Đấy, gấp ba gấp bọn vào xong là để vào phòng nhá. Đấy, còn Sử thì có biết cái này là cái gì không? Có à? Có hình cái máy bay ở đây, chắc là đây là Flycam này. Ở bên Việt Nam thì mình gọi là cái Flycam, còn không biết là tiếng nước ngoài thì anh cũng không nói cho anh không nói được rõ nét cho lắm, thì rất là mong cô bác anh chị ở nước ngoài thì sẽ thông cảm cho cháu Lực. Ôi giời, chất lư luôn. Đùa đâu, Sử thì mặc cái áo khoác cái vào nữa nào, xem mùa lạnh nhé. Đấy, Hải thì làm luôn một bộ đi. Đấy. Đấy, ôi giời, ấm áp luôn nhờ. Hồi ôi, cái này là tình yêu thương của các bạn gửi cho đấy nhá. Đấy, Sử bỏ mũi nào. Đấy, đây là những cái tình yêu thương của các là gửi cho. Đấy, rất ấm áp. Còn bây giờ thì đập hộp các em xong thì cùng anh đập hộp của anh một chút nhỉ. Đấy, bây giờ thì Hải đó, anh cầm máy quay một chút nhá. Đấy, Hải của anh cầm máy quay một chút nhá. Anh cũng đập hộp cái phần quà của bác Trần Thị Tiên gửi cho anh. Và cháu cũng xin được thay mặt là bao cháu gửi một lời cảm ơn tới bác là Trần Thị Tiên. Bác gửi cho các em những cái món quà quần áo sắp tới này rất là ấm áp luôn cô bác. Ở đây chỉ không phải là những cái bộ quần áo mà các bác gửi cho bình thường đâu, mà đây là những cái món quà mà mấy những cái là tình cảm của các bác trao cho các em để cho các em ấm áp. Đấy. Đấy, còn cái phần quà này thì thật sự ra để mà nói thì cô bác là cháu Lực đã bóc ở trong nhà cháu Lực vào rồi. Cháu Lực cũng test thử xem là nó có bay được không. Thì nó đã bay được và cháu Lực sạc pin đấy cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực và đừng có nói là cháu Lực bóc cái thùng quà của các em trước cô bác nhá. Đấy, và cháu Lực bóc thì cháu Lực cũng đã xin phép là bác Trần Thủy Tiên là bác bóc rồi. Hôm nọ cháu Lực bóc thì còn nguyên siêu của bác nhé, còn nguyên siêu cả. Đây là cái tay cầm này, còn đây là cái pin này, còn đây là cái flycam để mình bay này. Đây, bây giờ thì anh sẽ lắp pin vào xem nào. Đấy. Rồi mấy đứa anh dạy bay nhá. Vâng. Đấy, trước khi bay là mình mở cái quạt ra hết này. Đấy. Đó, lắp cái pin nó vào này. Nhầm rồi. Đấy, quay lại một tí. Đây thì nó sẽ có hai cái cục pin. Vâng.
Đấy mà mình bật lên thì nó sẽ bật ở dưới đít. Đấy như này là nó đã khởi động được rồi. Đấy bây giờ mình chỉ có cắm điện thoại vào thôi. Không biết là nhà của các em không có sóng thì liệu có bay được không các bác. Này là phải tải cái ứng dụng của nó về thì mới bay được đấy. Em thử mình test ở đây xong nếu mà tí bay được thì mình đi ra ngoài thì mới bay được. Vâng. Nó đang bị cái gì đây. Sợ đi bị ốm à. Không biết làm mấy. Sóng như kiểu sóng lại yếu ấy hả? Đây có một có vạch đỏ đỏ này là không bay được đây này. Nhìn thấy xử vậy nhỉ. Nhìn thấy xử nhưng mà sóng đang yếu quá các bác. Không biết là đi ra ngoài thì có sóng không? Xử ra đây nào. Có sóng không? Lớp mai thì bạn ạ. Bây giờ thì pin của nó thì đầy hết rồi các bác này. Nhưng mà cái sóng của nó này. Bây giờ thì vẫn nhìn thấy mặt của xử các bác này. Nhưng mà không có sóng chắc là không có. Có khi là không có bay được đấy. Trời thì đang mưa phùn một chút đấy các bác. Nó không có sóng được, không có sóng không bay được. Định cùng xử mà bay một chút là cảnh flycam mà xem mà có bác, nhưng mà không có sóng. À, xử nhìn thấy mặt chưa? Cái kênh nhỉ, không có sóng. Anh em mình chạy vô đây xem nào. Lo đi chỉ ăn được một lần rồi đúng không? Hải bị ngã rồi các bác, té rồi. Đấy, bây giờ thì không có sóng này các bác này. Ở đây thì đang vạch đỏ, cái này thì nó phải báo là được 3 vạch thì mới bay được. Nhìn thì rất là nét rồi các bác này, nhìn thấy sử đi cam, nhìn thấy sử đi rồi. Mưa mưa rồi, chạy đi ngắn thôi. Nhìn thấy nó không có sóng sửa. Nhìn thấy mặt có sừng. Ở ngoài thì mưa phùn của bác ướt hết cả điện thoại rồi. Lúc nào mà có sóng thì chắc là cháu Lực sẽ bay thêm của bác ạ. Và cháu Lực không biết là cái phần quà và cái giá trị mà bác gửi cho cháu Lực là bao nhiêu cả của bác ạ. Nhưng mà cháu Lực cũng phải rất là nói là rất là biết ơn khi mà cháu Lực nhận được cái phần quà như vậy cả của bác. Những cái đồ này nếu mà để mà cháu Lực mà đi mua thì các bác chắc là phải nói là rất là đắt đỏ các bác, thì số tiền rất là lớn thì cháu Lực mới mua được.
Lực cũng xin được gửi một cháu Lực cũng xin được là nói thêm một lần nữa gửi tới một lời cảm ơn tới là bác Trần Thùy Tiên. Cảm ơn bác đã gửi cho cháu Lực cái phần quà như vậy trong cái công việc mà để cháu Lực thời gian nữa cháu Lực đi làm thì nó sẽ quay được nhiều cái cảnh mà nó hay hơn các bác. Sợi mấy nữa anh dạy dạy bay thì hai anh em mình có thể là dùng nhá. Đây ở đây thì không phải là bác là gửi cho riêng mấy anh cả, cho mấy anh em mình cùng dùng nhá. Sợi thì mấy Hải thì dạy thời gian nữa thì chắc là biết bay thôi các bác. Cái gì anh em mình các bác gửi cho thì anh em mình san sẻ cho nhau thì nó sẽ vui và ấm áp hơn. Còn cái này thì cháu Đức sẽ cất vào trong này cô bác nhé. Thì một tí nữa cháu Đức sẽ mang đi về, mang đi về nhà. Rất là không may thì nắng độ đâu tầm được tầm 3 hôm thì trời lại mưa rồi. Còn là nhà sử thì bây giờ cũng đang là đến gạt rồi đúng không sử? Hôm qua thì gạt được mấy bao thóc? Gạt được 2 bao đấy ạ. Gạt được 2 bao à? Vâng. Vừa rồi mấy anh em mà đi bay phải là cam nhưng mà không có bay được đúng không? Hải thì Hải với sử thì hôm nọ cũng đã được nhìn thấy một lần rồi đúng không? Vâng. Hải nọ thì nhìn thấy của anh của anh Hậu à? Của anh Hậu cùng anh Trinh lên đây đúng không? Vâng. Đấy, anh Hậu thì cháu Lực cũng gặp mặt một lần cô bác nhưng mà chỉ gặp là gặp qua thôi chứ anh em cũng chưa có nói chuyện với nhau bao giờ cô bác. Đấy, và Sử gửi một lời cảm ơn tới bác Trần Thùy Tiên nhé. Vâng. Con cảm ơn bà Trần Thùy Tiên đã gửi quả báu cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Nào, bây giờ thì thanh niên Hải nhé. Con cảm ơn bà Trần Thùy Tiên đã mua đá gửi quần áo cho ba ông cháu. Con rất vui và khi nhận được phần quà này, con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Rồi vừa rồi thì các em cũng đã gửi một lời cảm ơn tới bác. Ở bên ngoài thì có vẻ là trời đang sương mù rất là nhiều này cô bác này. Đấy và cháu Lực lên thì cháu Lực cũng có đáng lẽ là nắng hôm nay nắng thứ tư rồi thì vào và gọi vật liệu được vào cho cô bác nhưng mà bây giờ cô bác có thể nhìn thấy này sương mù thì rất là nhiều đây. Cháu Lực cũng đã ghi hình từ cái đoạn đường mà đi vào nhà của các em là nếu mà mưa thì nó xảy ra như thế nào và không có vào được ấy cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực tự mà lên thì chở một cái thùng đồ lên thì nên cũng rất là khó, phải vừa lên thì vừa mới đẩy thì mới vào được cô bác. Thì ông thì đang chuẩn bị là nhóm bếp để chắc là sưởi ấm đây cô bác này. Một cái dáng người mà rất là nhỏ cô bác, phải nói là đôi bàn tay của ông thì không biết là chảy bao nhiêu cái vết nứt rồi mới nuôi nấng được cho hai anh em lớn lên từng này và bây giờ thành quả của ông nhận lại được rằng là nhìn thấy các cháu mình ngày một lớn lên và rất là thông minh cô bác. Hai anh em thì rất là chịu khó nữa. Ui, để xí xây cho nên không có ấm không? Có. Hãy xử đi mặc vừa, Hải thì không vừa mấy đâu. Hải vừa cái áo kia rất là phờ, cô bác này rất là ấm luôn. Đấy, ông thì vừa rồi thì Hải Sử thì cũng đưa cho ông một cái. Ông thì đang vào mùa này đến mùa đông thì hầu như là ở trên vùng cao này cô bác này đều là sưởi ấm bằng cái bếp củi như này cả thôi cô bác. Bây giờ thì một mùa đông sắp tới rồi cô bác, chỉ còn vài tháng thôi là có một cái mùa đông mà nó rất là lạnh ở trên cái vùng cao này cô bác. Mấy nữa mà đến mùa đông thì cháu Lực sẽ không biết là cô bác có theo dõi
những cái thước phim mà các kênh khác chia sẻ lên chưa. Nhưng mà thời gian tới cháu Lực sẽ chia sẻ về cái thời tiết ở mùa đông ở trên vùng cao này nó như thế nào các bác nhé. Ở trên chỗ nhà sử này chắc đi khoảng tầm 5 cây nữa thì có chỗ là nó đóng băng luôn đấy các bác, có tuyết rơi luôn mà. Có ấm không hả Hải? Có ạ. Ấm nhỉ? Vâng. Vừa không? Vừa thôi ạ. Vừa thôi nhỉ? Vâng. Đấy, nhìn như thế là anh cũng đã biết vừa rồi nhưng mà anh chỉ muốn hỏi em thêm thôi. Mày hôm nay đi học thì thế nào Hải? Vẫn đi học bình thường. Vẫn đi học bình thường à? Có gì thay đổi không? Không đâu. Không đâu à? Không có gì thay đổi thì vẫn phải tiếp tục học thật giỏi nhá. Được. Năm nay mà được cái giấy khen nhá. Ở ngoài thì mưa phùn khá là nhiều này cô bác này, gió thổi vào rất là lạnh. Tại vì sao thì vừa rồi thì cô bác có nhìn thấy là cháu Lực mặc áo khoác đấy cô bác. Rất là đẹp trai luôn nhờ. Đấy, bạch trai nhất làng luôn. Đấy Sử thì bây giờ ngồi đây anh Bảo. Đấy, với ông ngồi đây anh Bảo. Đấy, ông cứ ngồi đây sưởi ấm đi, cho ấm. Đấy, qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin nói thêm về cái khoản mà bà An Phạm gửi cho cháu Lực là bao nhiêu cô bác. Hôm kia thì cháu Lực có nhận được một cái khoản của bà An Phạm là gửi cho cháu Lực là 600 đô. Và hôm đấy là đổi ra là 14 triệu 568 nghìn. Và trong 14 triệu đấy thì 100 đô là 2 triệu 430 nghìn là trả tiền cái phần đào đất hôm nọ ấy cô bác. Thì bà An Phạm cũng có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ thuê người ta là đào đền đấy kia. Còn 100 đô là 2 triệu 340 nghìn. Thì bà bảo cho cháu Lực làm chi phí đổ xăng đi lại cô bác. Còn 100 đô là 2 triệu 430 nghìn. Thì cháu Lực, bà cái phần này thì khoản này thì bà bảo là không muốn cho em xử để đi đổi công cô bác. Thì bà có gửi cho cháu Lực là 2 triệu 430 nghìn để cho đưa cho xử, giúp cho Sử gọi người về để em ấy thuê người ta gạt cô bác. Còn một cái khoản là 200 đô thì cho Sử là tháng 10 này để Sử sinh hoạt đấy cô bác. Có chia ra làm 2 phần, một phần thì sẽ đưa cho Sử là 100 đô trước, còn là 100 đô còn lại thì lúc nào hết thì sẽ đưa cho Sử. Còn 50 đô thì là cho 50 đô là 1 triệu 215 nghìn thì cho em Quân và bé Hữu. Còn 50 đô thì sẽ cho em Hưng, em Thuận đấy cô bác. Đấy. Hôm đấy thì cháu Lực tính ra được tiền Việt là nó rơi vào như thế. Thế còn bây giờ thì anh sẽ gửi cho em là 2 triệu 400 là 30 nghìn nhá. Vâng. Đấy, anh cũng không muốn là cứ lúc nào cũng phải là đi tìm người về để thuê cho em nữa. Mà em cũng phải tự lập đi nhá. Đấy gọi đi xem ai mà làm thuê đấy thì là gọi về. Đấy, nhưng mà anh lúc nào mà gạt thì anh vẫn lên hộ em gạt nhá. Anh vẫn lên hộ em gạt. Còn là cái khoản đấy thì sẽ là để cho em là thuê người ta ra gạt nhá, để sau này em không phải là nợ công người ta nhiều nhá. Đấy. Chứ không thưa các bác, bây giờ thì cháu Lực cũng phải xem cho em Sử là một cái tính là cho em ấy tự cũng tự biết cầm tiền và đi ra chợ để mua những cái gói, những cái thức ăn nữa, chứ không phải là cháu Lực cũng lần nào cháu Lực cũng lên cũng mua lên cho em cả. Ở đây thì cháu không phải là cháu Lực lười hay là gì cả các bác nhé. Cháu Lực muốn tập cho em Sử là cho em ấy tự biết mà chi tiêu cái số tiền như thế nào để cho hợp lý, sau này em ấy lớn lên thì em ấy biết là như vậy các bác. Đấy. Cái phương án, cái ý kiến mà cháu Lực đưa ra thì cũng là được bà An Phạm là đồng ý cho cháu Lực làm như vậy các bác nhá. Ở đây thì tiền Mạnh Thường Quân gửi cho cháu Lực như thế nào, các bác bảo là cháu Lực làm như vậy. Nếu mà cháu Lực cũng cảm thấy là sẽ tốt cho các em thì cháu Lực bảo với các bác, các bà là làm như vậy thì được. Đấy là những ý kiến mà các bác Mạnh Thường Quân đưa ra cho cháu Lực. Thì cháu Lực ở đây và cháu Lực tận mắt chứng kiến các em ấy như thế nào thì cháu Lực nói với các bà thì các bà cũng mới đồng ý các bác ạ.
2.430.000 nữa. Hai triệu này, 400 này, đấy nhá, đây là đây 2 triệu này, đây là 1 triệu của bác nhá, 500 này, 1 triệu này, 1.500.000 này và 2 triệu này, 400 này, 30.000. Nhưng mà cháu Lực không có tiền lẻ thì thôi 10.000 thì đưa cho Sử luôn các bác. Đấy, Sử thì bây giờ cầm và đếm hộ anh số tiền này xem là có đủ đủ là 2.430.000 không nhá. Đủ chưa? 2.440.000 đúng không? 10.000 còn lại thì là anh cũng đưa cho em luôn nhá. Đấy. Và anh cũng dặn cho em Sử này, trước khi ai đưa tiền cho mình thì mình phải đếm thật kỹ rồi mình hãy nhận nhá. Đấy, những lúc mà anh đưa cho các em đấy, có những lúc mà anh cũng kiểu sơ sốt đấy, thành ra là anh không có đưa đủ. Đến lúc mà anh về rồi các em mới bảo là thiếu như vậy thì đối với anh em mình thì nó là thiếu thì anh sẽ đưa cho em thôi. Nhưng mà đến với người khác, sau này mà em lớn lên mà đi ra ngoài mà buôn bán cái gì đấy như vậy thì em cứ tin tưởng người ta đấy. Thì là người ta có khi là người ta sẽ lừa mình đấy. Còn và anh sẽ dạy em thêm một mẹo nữa, và tiền đấy có khi là người ta cắt một bên là 500.000 còn một bên là 20.000, người ta ghép vào nhau. Đấy, người ta đưa cho mình cái chỗ đầu mà 500.000 đấy để mình đếm ấy. Đấy, đến lúc mà mình về nhà mình mới xem lại thì ô, đấy là một đầu là 20, một đầu là 500.000, tiền đấy thì không có xài được nhá. Đấy. Đấy. Đây là cái khoản mà bà An Phạm gửi cho em nhá. Vâng. Đấy, còn về tiền nong thì anh nhận được như nào thì anh sẽ đưa em bao nhiêu. Đấy. Chứ không là anh mà không có làm cẩn thận thì sau này cũng mang tiếng anh ra. Đấy thì anh không khó làm. Đấy. Anh biết là hai anh em thì rất là thật thà. Đấy, còn là Hải cũng thế thôi. Hải thì cố gắng đi học. Đi học về để có thi, có khi là đi học về thì dạy thêm anh mình. Đấy, anh mình có thể trong phần học tập thì Sử không bằng em. Đấy, nhưng mà trong việc cái khoản mà cái cuộc sống đấy thì Sử nó sẽ biết rất là nhiều thứ hơn em. Đấy, Sử thì có thể nói là nhường cái phần học đấy lại cho em rồi. Đấy, bây giờ em cũng có thể gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm được không? Quang cảm ơn bà An Phạm đã gửi số tiền rất lớn để cho bà ông cháu thuê người gặt giúp cho bà ông cháu ạ. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi số tiền rất lớn tới bà ông cháu và để cho bà ông cháu thuê người về gặt. Và bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ nói cho ông nghe các bác nhá. Vừa rồi thì mấy anh em sẽ nói bằng tiếng phổ thông cả. Dạ. Bài mi giáo đấy ở hơi dạ ta hải đa sư xuống chiều thì bạc tám ít thành. Đấy liệu ba thuy bóng ma gạt rồi này rồi. Đấy. Đấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói cho ông nghe rằng là bà An Phạm là gửi tiền để cho ba ông cháu gạt cô bác nhé, chứ không để còn ở phần phía bên ngoài của bác này. Bây giờ thì mưa rất là nhiều của bác nhá. Đấy, mưa rất là dày đặc của bác này. Mưa như này thì có thể là mưa, có khi là mưa cả ngày, có khi thì kéo dài tới tầm hàng tuần luôn các bác. Thì trong cái quá trình mà làm nhà của các em thì chậm tiến độ thì cháu Lực cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác. Đấy, bây giờ thì cái khoảng thời gian này là vào cái mùa mưa nữa thì nó cũng rất là khó cho cháu Lực cô bác. Thế còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.